Thưa quý vị, sáng nay, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng, đơn vị quận Sơn Trà gồm các ông bà Đoàn Ngọc Hùng Anh, Huỳnh Bá Cử, Nguyễn Thị Phượng, Trần Thắng Lợi, Trần Lê Tuấn, Lê Phú Nguyện và Lê Thị Hồng Minh đã có buổi tiếp xúc cử tri các phường Phước Mỹ và Thọ Quang trước kỳ họp thứ 9 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại phường Phước Mỹ, sau khi nghe đại diện Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, đơn vị quận Sơn Trà đã báo cáo về nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ 9 Hội đồng Nhân dân thành phố và trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri tại kỳ họp trước đó. Tại buổi tiếp xúc, đa số các cử tri cơ bản đều đồng thuận với nội dung báo cáo của đại diện Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, đồng thời nêu lên nhiều ý kiến về vấn đề dân sinh đã tồn tại trong thời gian dài trên địa bàn, đề nghị các đại biểu quan tâm, đề xuất để giải quyết sớm giúp người dân ổn định cuộc sống. Kiệt 211 Nguyễn Văn Thoại, qua cái đợt lụt lịch sử vừa rồi đó thì thấy rằng là nó lại thành cái khu vực mà thấp trũng nhất của cái phường Phước Mỹ. Có những cái điểm đó là nó ngập sâu đến cả gần 1 mét ở giữa cái trung tâm thành phố mà lại gần biển. Thì chúng tôi kiến nghị đó là ngoài cái việc mà khơi thông cống rãnh rồi thì mở rộng rồi thì các cái biện pháp để mà thoát nước. Bởi vì cái này đó là thoát nước tự nhiên không được. Thế thì đề nghị thành phố quan tâm, quận quan tâm để có thể được thì nâng cao cái đường được khoảng 10-15 phân gì đấy để cho nó sạch đẹp, nó tương xứng một cái khu vực du lịch của thành phố. Tân Phú Hưng đó là khách sạn, nó là khi mà là anh lập khách sạn thì nó là anh mời tổ súng, là tổ súng nó là anh kêu là để mượn cái tuyến đường này là cái cống của thành phố. Tổng diện tích đất đó là 470 mét vuông. Sau này nó là anh kêu là anh mượn xong là anh lồn xong trở mà cho đi thì dân đi, vì tuyến đường đó tuyến đường dân đi bộ rồi ra biển, chứ không phải là đất của anh. Mình nay hiện nay là vừa rồi đây là anh cho công nhân ra để rồ quanh hết thì dân tôi đi, dân tôi bức xúc quá không cho dân tôi đi. Cho nên tôi đề nghị là thành phố quận trở lại cái mặt bằng, cái cống vỉa hè của thành phố và nhân dân.